trải nghiệm vừa qua rất tốt cho những cầu thủ trẻ cũng như là em đi được tham gia một giải đấu ở hàng đầu châu. Nó đem lại cho bọn em rất nhiều kinh nghiệm cả thi đấu, được thi đấu nhiều ở sân chơi cấp châu lục thì bọn em sẽ vỡ ra rất nhiều. Áp lực thì cũng không phải có trận đầu đá ở Thái Lan thì có 5-10 phút đầu là em hơi bị ngợp thôi, còn đâu xong thời gian đấy thì em thấy thoải mái, thi đấu tốt hơn. Trở về giải U19 Đông Nam Á này thì kinh nghiệm thì em được thi đấu ở châu lục rồi thì em nghĩ là sẽ thi đấu tốt hơn, còn đâu các bạn của em thì có người thi đấu quốc tế rồi, có người chưa thi đấu quốc tế nên là cũng phải mất tầm 1-2 trận đầu để các bạn làm quen. Ở giải U19 Đông Nam Á này thì các bạn ở lứa 2K3 của em thì bọn em chưa từng thi đấu cùng nên là cũng chưa biết gì về đối thủ nhiều. Chiến thuật của thầy Đinh Thế Lam này cũng khá là giống chiến thuật của thầy Gông nên là em nghĩ em cả Khang sẽ thích hợp sớm. Chiến thuật giống nhưng mà nói chung là mỗi thầy truyền đạt riêng nên là theo em thì thầy truyền đạt như nào thì bọn em cứ làm theo thầy như thế, chứ cũng kiểu không truyền đạt lại cho nhau, do thầy hết, do ban huấn luyện.